40 thí sinh lọt chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023. Vòng chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023 sẽ có sự tranh tài của 40 cô gái tài năng, xinh đẹp tại Maryland, Quy Nhơn, Bình Định. Chiều ngày 10 tháng 7, tại khách sạn Fidelis Hotel Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra buổi họp cung cấp thông tin về vòng chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023 với sự tham gia của các lãnh đạo địa phương. Ban tổ chức đã công bố nhiều hoạt động thú vị diễn ra tại vòng chung kết như Người đẹp thể thao, Đêm hội thời trang Việt Nam Beauty Fashion Fest, Đêm chung kết toàn quốc tại Maryland Quy Nhơn cùng lịch trình vòng chung kết. Đặc biệt, Show thời trang Việt Nam Beauty Fashion Fest 4 sẽ trở lại với hai đêm diễn hoành tráng, hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bên cạnh những phần thi hoành tráng, Miss World Việt Nam 2023 còn có các hoạt động ý nghĩa gắn liền với lịch trình cuộc thi để quảng bá du lịch Bình Định. Trải qua nhiều vòng thi hấp dẫn cùng các màn trình diễn ấn tượng, top 40 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào các vòng thi phụ tại vòng chung kết toàn quốc. Top 16 người đẹp nhân ái đã có chuỗi hoạt động như Nữ chiến binh hồng, Nụ cười cho em, Phiên chợ tử tế và Tiếp lửa yêu thương. Các hoạt động này đều thu hút được nhiều sự quan tâm và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả. Ngoài ra, vòng thi Head to Head Challenge đã thu hút được nhiều sự chú ý nhờ đổi mới của format 1-1 tiệm cận với phiên bản quốc tế, giúp khán giả có cơ hội hiểu hơn về thí sinh, những câu chuyện về cuộc đời, quá trình lớn lên và hành trình đến với cuộc thi của thí sinh Miss World Việt Nam 2023. Sau thành công của đêm chung kết Miss World Việt Nam 2022 tại Maryland, khán giả đặt nhiều kỳ vọng cho đêm chung kết năm nay và mong chờ vào màn trình diễn của top 40 cô gái tài năng, xinh đẹp. Đêm chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 7 năm 2023. Tại Maryland, hứa hẹn những màn trình diễn bùng nổ, sôi động và hoành tráng.